Báo Nói kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Hàng trăm đặc nhiệm đột nhập sòng bạc khủng bằng xe chuyên dụng. Theo đó, khoảng hơn 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 11, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm Công an tỉnh Nghệ An, Công an thành phố Vinh và các lực lượng khác bất ngờ bao vây đột nhập vào ngôi nhà 3 tầng tại số 200 trên đường Phạm Hồng Thái, thành phố Vinh. Tại thời điểm vây bắt thì cửa chính dẫn vào ngôi nhà 3 tầng nơi tổ chức sòng bạc bị đóng kín. Các tầng phía trên đều có lắp hệ thống camera theo dõi từ xa. Do đã lên phương án từ trước, sau khi bí mật siết chặt vòng vây, lực lượng đặc nhiệm tham gia đánh án đã sử dụng một chiếc xe cầu chuyên dụng đột nhập từ tầng 3 của ngôi nhà để vào bên trong. Thời điểm công an ập vào tại ngôi nhà số 200 đường Phạm Hồng Thái, thành phố Vinh, có hàng chục con bạc bao gồm cả nam và nữ đang say sưa sát phạt nhau. Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, các đối tượng bị lực lượng công an còng tay, áp tải lên xe chuyên dụng đưa về trụ sở làm việc. Thời điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Vinh đã chốt chặn hai đầu đường Phạm Hồng Thái để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và hỗ trợ đánh án. Một số chiếc xe ô tô của các con bạc được đưa về trụ sở công an thành phố Vinh để phục vụ điều tra. Hiện số tiền và danh tính các đối tượng tham gia đánh bạc vẫn chưa được tiết lộ. Hàng trăm đặc nhiệm đột nhập sòng bạc khủng bằng xe chuyên dụng. Theo đó, khoảng hơn 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 11, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát đặc nhiệm công an tỉnh Nghệ An, công an thành phố Vinh và các lực lượng khác bất ngờ bao vây đột nhập vào ngôi nhà 3 tầng tại số 200 trên đường Phạm Hồng Thái, thành phố Vinh. Tại thời điểm vây bắt thì cửa chính dẫn vào ngôi nhà 3 tầng nơi tổ chức sòng bạc bị đóng kín. Các tầng phía trên đều có lắp hệ thống camera theo dõi từ xa. Do đã lên phương án từ trước, sau khi bí mật siết chặt vòng vây, lực lượng đặc nhiệm tham gia đánh án đã sử dụng một chiếc xe cầu chuyên dụng đột nhập từ tầng 3 của ngôi nhà để vào bên trong. Thời điểm công an ập vào tại ngôi nhà số 200 đường Phạm Hồng Thái, thành phố Vinh, có hàng chục con bạc bao gồm cả nam và nữ đang say sưa sát phạt nhau. Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, các đối tượng bị lực lượng công an còng tay, áp tải lên xe chuyên dụng đưa về trụ sở làm việc. Thời điểm này, lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố Vinh đã chốt chặn hai đầu đường Phạm Hồng Thái để phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông và hỗ trợ đánh án. Một số chiếc xe ô tô của các con bạc được đưa về trụ sở công an thành phố Vinh để phục vụ điều tra. Hiện số tiền và danh tính các đối tượng tham gia đánh bạc vẫn chưa được tiết lộ. Hành trình truy bắt đại ca giang hồ nổ súng giết người ở Hà Nội. Với bản chất của một kẻ lưu manh côn đồ, long ma thoát ẩn thoát hiện, anh ta được giới giang hồ ví như một kẻ ngáo đá bởi hành động bất thường, manh động. Long ma cùng bạn gái vừa đặt chân vào địa bàn Việt Nam thì ngay lúc này, các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an thành phố Hà Nội phối hợp với công an và bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Long tại địa phận trạm Cốc Nam, cửa khẩu Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn trước sự ngỡ ngàng của anh ta. Sau 15 ngày gây án trốn chạy, 23 giờ ngày 11 tháng 11, Nguyễn Vinh Long, 34 tuổi, trú tại phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, tên gọi khác là Long Ma, đối tượng nổ súng bắn chết một nhân viên lễ tân khách sạn Nam Cường 2 ở phố Nguyễn Thị Định, quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã được bàn giao cho phòng cảnh sát hình sự tiếp tục đấu tranh làm rõ. 1 giờ 15 phút ngày 27 tháng 10, tại khu vực phố Nguyễn Thị Định, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, xảy ra vụ nổ súng làm hai người thương vong. Nạn nhân là một nhân viên lễ tân của khách sạn Nam Cường 2 bị trúng hai phát đạn đã tử vong và một người khác bị thương gồm anh Lương Văn Luyện, 24 tuổi, trú tại thành phố Điện Biên, tỉnh Điện Biên và anh Nguyễn Huy Thắng, 34 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, bị thương ở tay và chân. Cả hai nạn nhân đều không có mâu thuẫn hay thù oán với nhóm đối tượng gây án. Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương vào cuộc. Bằng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp với các tài liệu thu thập được, Công an thành phố Hà Nội nhanh chóng xác định nhóm đối tượng nghi vấn bao gồm Hoàng Quốc Hùng, 41 tuổi, trú tại phường Kim Mã, quận Ba Đình, hiện là phường Phương Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, đối tượng có 4 tiền án. Nguyễn Văn Thắng, 34 tuổi, trú tại phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, đối tượng có 3 tiền án, 3 tiền sự. Nguyễn Xuân Trường, 28 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, hiện ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy và Mai Vũ Long, 45 tuổi, trú tại phường Kim Liên, quận Đống Đa, hiện ở phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, đối tượng có 3 tiền án, 2 tiền sự. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, đồng thời tạm giữ 4 đối tượng trên. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận họ không có mâu thuẫn gì với các nạn nhân trong vụ nổ súng ở khách sạn Nam Cường 2. Nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ sự việc xảy ra vào khoảng 0 giờ ngày 20 tháng 10.
Trước đó, Nguyễn Văn Trường bảo Vũ Đình Duy, 19 tuổi, trú tại xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương, đi xe máy ra số 110 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy để mua xôi. Tại đây, Duy gặp Phạm Văn Dương, 22 tuổi, trú tại xã Quang Trung, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội. Cho rằng Duy nhìn đều nên Dương cùng một đối tượng khác đã xông vào đánh Duy. Bị đánh, Duy bỏ chạy và gọi điện cho Nguyễn Xuân Trường thông báo. Trong khi đó, nhóm của Dương cũng gọi tiếp viện đến ngõ 110 Trần Duy Hưng để tìm đối tượng vừa đánh nhau với mình. Tại đây, hai nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát và nhóm của Nguyễn Xuân Trường phải bỏ chạy. Đến khoảng 0 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10, Nguyễn Vinh Long, tức Long Ma, sau quá trình lẩn trốn tại Trung Quốc đã về Việt Nam, gọi điện cho Nguyễn Văn Thắng đi giải quyết mâu thuẫn cho đàn em là Nguyễn Xuân Trường. Khi gặp nhau, Long Ma đưa cho Thắng một xe máy và dặn Thắng đi lấy súng để giải quyết mâu thuẫn. Thắng lấy khẩu súng AK-47, lên đạn sẵn, chốt khóa an toàn và đi cùng Long bằng xe ô tô đến ngõ 19 phố Nguyễn Thị Định. Đến nơi, Long Ma cầm khẩu súng AK-47, một đàn em khác là Hoàng Quốc Hùng cầm súng ngắn xuống khỏi xe ô tô, đi bộ đến ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định thì thấy anh Vũ Văn Hải, 26 tuổi, phường Trung Hòa, Cầu Giấy đang dừng xe máy ở đầu ngõ này. Nghi ngờ Hải thuộc nhóm gây mâu thuẫn với đàn em của mình nên Long đã bắn một phát súng về phía anh Hải. Anh Hải chạy về hướng khách sạn Nam Cường 2 nằm trong ngõ 23 phố Nguyễn Thị Định. Long và đồng bọn cầm súng AK đuổi Hải đến trước khách sạn Nam Cường 2 thì bắn nhiều phát về phía quầy lễ tân khách sạn do nghĩ đồng bọn của anh Hải đang ở đây, làm anh Lường Văn Luyện, lễ tân ở khách sạn Nam Cường 2 bị trúng đạn gục chết tại chỗ. Sau đó nhóm của Long Ma quay ra đầu ngõ thì gặp Trần Huy Thắng. Anh Thắng có hỏi thì Long Ma và đồng bọn đã đáp trả bằng tràng súng AK bắn nhiều phát về phía anh Thắng. Anh Thắng đã bỏ chạy và phát hiện mình bị đạn trúng thương tại tay phải và chân trái. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Về phần Long Ma, ngay khi biết anh Lường Văn Luyện tử vong, đối tượng này mang hai khẩu súng AK và một khẩu súng ngắn đến gửi nhà anh Mai Vũ Long rồi bỏ trốn. Cơ quan công an cũng đã thực hiện lệnh khám xét nhà ở của Mai Vũ Long, thu giữ nhiều súng đạn. Còn tại nơi ở của Hoàng Quốc Hùng, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều dao kiếm, 450 triệu đồng và 1.300 đô la Mỹ tiền mặt cùng với ma túy. Thượng tá Đào Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hà Nội, người trực tiếp chỉ đạo phá án kể lại. Sau khi lệnh truy nã Long Ma phát đi, các anh có thông tin đối tượng này lẩn trốn ở Trung Quốc. Cùng với việc trao đổi công văn với Công an Trung Quốc, phòng Cảnh sát truy nã vẫn âm thầm thu thập thông tin về kẻ có lệnh truy nã quốc tế. Vào khoảng 20 giờ ngày 11 tháng 10, Đào Anh Tuấn và Ban chỉ huy Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm có thông tin Long cùng bạn gái sẽ về Việt Nam. Được sự đồng ý của Ban Giám đốc, các mũi công tác của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm và Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội lập tức lên đường. 23 giờ ngày 11 tháng 11, Long Ma cùng bạn gái đặt chân vào địa bàn Việt Nam. Ngay lúc này, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an và Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ Long tại địa phận trạm Cốc Nam, cửa khẩu Tân Thành, tỉnh Lạng Sơn trước sự ngỡ ngàng của anh ta. Không phải ngẫu nhiên biệt danh Long Ma được gắn với Nguyễn Vinh Long, một đối tượng có tiếng trong giới anh chị của thành phố Hà Nội. Với bản chất của một kẻ lưu manh côn đồ, Long Ma thoát ẩn, thoát hiện. Anh ta được giới giang hồ ví như một kẻ ngáo đá bởi hành động bất thường, manh động. Tháng 5 năm 2016, đối tượng này tham gia một vụ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và chống người thi hành công vụ, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm, công an thành phố Hà Nội ra quyết định truy nã. Trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án, các trinh sát xác định có sự tham gia của Nguyễn Mạnh Tiến, 26 tuổi, trú tại phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, hiện ở phố chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Cơ quan đã ra lệnh truy nã đặc biệt với Tiến và Long Ma, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Tiến Đạt, 31 tuổi, trú tại ngõ Văn Hương, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, tay chân thân cận của Long Ma về hành vi không tố giác tội phạm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Để cập nhật những bản tin mới nhất của chúng tôi, quý vị có thể đăng ký kênh hoặc ấn subscribe kênh Báo Nói. Hy vọng rằng những thông tin chúng tôi mang lại sẽ khiến quý vị và các bạn cảm thấy hài lòng. Xin chào và hẹn gặp lại! Audio Jungle.